Chào các bạn, hôm nay mình đi rừng nữa. Này con đây, chủ nhật là nó theo các bạn. Chủ nhật là nó đi theo. Hôm nay vô rừng già. Không coi. Thương lắm. Một cây là thao sẽ thẳng tắt đấy. Nhìn là đã. Chắc coi. Đấy. Gọi coi mà có em mà liền nhá bình giá. Đây, nó đứng. Nó đứng xuống như mía. Ôi cái kia thứ này. Để ra dọm lão liền thứ này. Nó có gì không? Gẹp được cái món gì thôi mà. Trời, thật cài không hả? Mưa cây quá. Thảo đi hả? Đấy. Mày. Cái to hơn mày luôn mà. Cái đen. Dòng kỹ lên ra. Cái thú ruột. Cái thú ruột. Dòng kỹ mấy cành nhánh nó chưa? Chú, ông thứ này. Quay đây ông thứ này. Chưa được nước cây. Con người mày so với cây, con người mà gánh chút. Không có gì đến. Vậy thì có con leo á. Cái dây thì chị, cái dây cổ thụ này. Đủ dây leo lên. Một cái cây siêu to khổng lồ. Ôm thứ thầy. Ôm lại coi. Chú ơi, coi coi. Cái gì con người mày bá vô quá nữa. Cái con thằng lệnh hả mày. À, đi. Như cái bộ lúa. Chú cái cây. Khủng quá cái cây. Thế thì mình kiếm đường đi các bạn. Đi sáng giờ dưới chứ mà chưa thấy giờ đó. Thấy cây là cây. Cả một rừng cây. Hàng cây thấy như mía đó. Rừng già. Mà giờ thả đây biết đường ra không? Chỗ đây tao bảo đảm mà không biết đường ra rồi này. Tao bảo đảm luôn, tao thả ngay ngay đây là biết đâu là mày khắp chứ mà không biết đường nào ra đó. Mày không biết đâu là trời đất bến bờ à. Đưa vô cái thớ bắt quay tặng là mày thua. Anh em mình ráng đi thôi. Gặp gì không? Hai anh em đang lớn mến theo dòng suối. Chô rừng cây. Chô cây nó đứng này. Cây rừng mà đứng cả này này. Đã chưa? Rừng đây cán bộ kiểm lâm nó giữ nghiêm ngặt lắm các bạn. Không có một cái cây, cái cậu gì mà trong đây đưa lọt ra được hết á. Họ trực 24 giờ 54. Đừng có nói chạy đứa nào thoát. Tóm lại là rừng đây không được động đậy cây rừng và động vật. Anh em mình đổi lấy mặt ăn đồ bậy bạ thì được. Đi kiếm bậy cành hồ lan rồi vậy. Cũng được. Rạng đông hay rạng tây? Rừng trên thân này. Cây mà nó đứng con này này. Đây. Nếu mình nhìn này. Đấy. Cho đây có hàm nước này. Đi đây khối càng đậu mũ à. Đâu thấy mặt trời đâu. Tao đây tàu trên mây gió này nữa. Chú cây. Đấy cây treo trên dốc núi ấy. Đấy. Những tạo hóa của thiên nhiên này. Đây.
ba chân bước tới ấy, ngấn mặt làm ngơ ấy. Rõ khổ đỡ bước lui thì không biết mà nên mình bước lội bằng hẹn đi từ sáng giờ lê lưỡi như chó chụp nước nước thử uống nước thôi không có em uống nước mà uống thôi làm miếng nước ở đây chụp nước mát lắm ui uống học xuống uống như bò ấy uống chụp nước bao bao trang mà bao ngon ấy chiều chiều nước đây này chụp nước này từng giấc thảo uống miếng nước này. Cái thác nước treo leo mà không thấy con gì mấy tầng tự nên ra mấy tầng tay mày cháu biết nhiêu tầng tính không ui ồ tầng tầng lớp lớp em đây có cây thường tớ à mà cây gãy gì ở đây đâu có đem cái gì ra được đâu không thấy con em bước này tới đây trời trời giỏi được cái cây thường tớ à đánh kìa anh em mình xem này đấy chỗ đây họ đứng khó quay phức dữ quá nó tìm trên chân núi nó bò xuống à đấy rõ nó ôm xuống đây nó còn sống đâu mà tụi nó chết đây có đang nhiệt không hỏi ấy là năng nhiệt đạo đây vậy mà bò lên này vậy sao cái thằng tới mà tiền này dán nó khó chứ đây trọng chậu nó bò này nghe nó đang xuôi trên núi đấy thì mình trọng chậu nó bò này ngang còn không trồng cái mấy đầu xuống nhảy cái đó khác cái cây thằng tới là ở đây đâu có đụng đậy được đâu nó ở chỗ nào mà mình động đại thực thức á sắp thích thì dắt đi giờ trồng chơi cũng được trời nó này nó như con lạc đà ấy. Bò xuống rồi vánh mặt lên luôn ở trên núi bò xuống dưới núi bò xuống 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 hố rồi ngoánh mặt lên thôi xuống em cả nó anh em nghĩ mệt chút rồi đi nói đi đường còn xa lắm tới cái con đường cuối ngõ của mình xa hơn ở dưới kia mình lên trên thác cao lắm nha chú sẽ đi nãy giờ cứ leo lên trời không hư quá chú còn lên trời nữa này chết chứ làm gì đâu hồ gì ở cái hồ công ngụi cái công ngụi á con gì đâu thấy hai ba lô mình chỉnh chỉnh gì á con gì nhô ơi nhô dắt đi chuột cái thằng tớ trần chất núi nó đổ xuống rồi đổ nhà xuống rồi đấy mày cha cô chắc đi sống lại mới biết bao nhiêu lần dạ khốn những tạo quá của thiên nhiên ấy chuột cái cây đây mà nó mày dám động đại cái cây á tới đây mà cầm cái khúc cây ra mấy ông con bích mày dắt cái cây ra tao quẻ ấy rồi mấy ông thu nói nha mà không biết mày dắt lại ngay chỗ cũ là mày chết liền. Chú có được mặc áo dài mà lấy á. Chú lăn máu vịt cái tay. Lăn máu vịt em xem đây. Lăn này hồi xấu lắm. Đấy. Lăn máu vịt đây. Thôi đi đi. Hai anh em mình đang đốt cây khối các bạn. Bữa nay cho hai thằng hai cây khối. Đốt cái khối này là tất công chuyện hóa. Đừng kia. Tôi ăn bài đèn chỗ kia các bạn. Mấy cái lỗ xếp cây to. Đây. Đấy. Chùa, nấp lầm hén. Ở ngầu đây nó phức lầm cho nó không có nấp lầm các bạn. Chà, đó là mấy khối á. Đốt cháy lần đầu lại sự. Không biết có gì, không biết, mà cũng đốt khối luôn. Đây các bạn, tụi em đây, chết chà khối bị cho nó đâu. Leo nữa.
già tí có tàn rồi. Ừ, em cũng nói xong để cho mày. Ừ. Thôi. Chú khó dữ quá. Khó dữ quá. Trên, trên đó khó dữ, không thấy gì hết. Trên đó khó mù hết rồi. Ủa anh. Trời khó dữ quá. Dạy họ tìm đi ra kiểm tra. Để kêu bạn. Em nhớ cái đầu lấy xe của tay. Ừ, cái đầu chút xíu à. Chú trời nó khói gô quá, thấy gì luôn á. Khói gô. Cái gì? Khói, khói. Khói trần đó, mù mịt hết luôn rồi. Khói thì nó phải mù mịt trời đất. Mấy cái dây hả? Một mấy nữa. Không cỡ nó, có nhiều mừng nhiều. Một mini nữa. Khói thật sự rồi. Cục ở trên chút xíu à. Đấy. Biết đầu biết đồ thấy trên chút xíu á. Ôi to. Chú của cây nó ôm hết. Khô quá. Ăn hết rồi hả? Cây thì to, mặt thì nhỏ. Cây to, mặt nhỏ. Được cũng nhiều, mà cũng nhiều. Nó làm cho mình cái làm đâu, mà chơi khen. Chú, nó để ở trên dưới để hết mà, nó nở hết mà. Cái kiểm tra thì có phân xét liền. Được hơn đấy. Tập được giới. Khối giới. Khối gồ. Chút cái cây thì mà đó. Em mà đéo thằng thằng tư thằng em ấy. Chưa. Màng ngã. Màng có ngã cho mới. Kèo bự quá. Kèo còn như đấy. Đợi im ra đây nha. Bạn có phát nha.
Lấy chút không? Thôi bữa nay làm cameramen thoải mái. Mai. Các bạn. Rồi. Thoải mái, quay tràn xuống luôn. Thôi. Hả? Mày làm mày khối. Không thoát mà cũng kính tới tao luôn. Thấy luôn. Đấy, xong rồi. Không thoát mày mà cũng không tới tao luôn. Hề, cầm mặt đây. Tao giặt phán kiếm. Chú, cái kẹo to mà cái mặt nó nhỏ. Một mini. Một mini đấy. Bảy hơn lít đó mày. Không biết đâu á, để tao tắt cho mày. Hết phóng rồi. Sốt quá, em đây này em dữ lắm. Dữ quá. Ừ, sốt rồi. Thật bón này, coi lớn cái bì nó. À, là tràn vô ra đi chọt luôn á. Bì trong sâu túi ba lô anh này. Đi dài. À, đi còn đường xa lắm á. Cả nó được nhiêu mừng nhiêu chứ mình đã làm đâu mà chưa khen. Được nhiêu mừng nhiêu. Ờ. À, nó làm mà mình chưa khen. Nó cho mình là mừng rồi á. Đừng có nói chơi khen đó. Khen được. Tấm lại tấm này tụi nó đỡ hơn không? Cặp ba lô. Gãy cái mang về tới nhà tôi liệt mệt chứ. Dẹp bếp được đi hết. Đừng trời. Đừng có bóp một mặt. Đây là vuốt vuốt sao vào rau của bạn. Bánh trần. Rồi, vuốt bỏ ba lô đi tiếp. Chụp cây đây. Chụp xuôi. Đi 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 trước em. Đi qua đây. À, biết bao nhiêu con suối, biết bao nhiêu khu rừng. Mày thả đây mà không bao giờ biết đường ra. À, thả đây là mày không bao giờ biết đường ra. Nhưng mà tao á. Tao đi một đường tao về một néo á. Ờ. À, tao đi đường nào tao về đường nấy đâu. Đi làm bậy làm bạ gương. Đi 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 chui vô đây. Chui vô cái lỗ. Thôi đó anh em mình đi tiếp tục á. Đi lên đây chút nữa nghỉ. Kiếm chỗ nghỉ. Mấy cái con cá ăn con. Cái có cá thì ăn cá nha. Còn có cá thì anh em mình ăn muối á. Ăn muối á. Đi theo tấm lưới rồi ngon là lắm. Thứ bắt được cá không? Đi bên đây. Một cái cá ăn muối á. Chứ không được. Rừng sâu mà nước thấm. Trời, môi trường ở đây thì bao sạch nha. Bao sạch đẹp luôn. Nước à. Đó, anh em xem video. Trải nghiệm. Không biết cái gì đây. À biết. Biết mới sợ á. Trải nghiệm rừng núi. Anh em nào có đi rừng thì thâu. Mà anh em nào không có đi rừng á thì trải nghiệm qua. Cái màn ảnh nhỏ. Lên kiếm đi chỗ với cá hả? Ngay chỗ bến nghỉ hả? Không phải bến nghỉ đâu. Bến của mình nghỉ không phải bến của người ta nghỉ đâu. Lên bến mình nghỉ không phải bến mộng nghỉ. Sao? Được không? Chưa. Khung cảnh đã hiện ra trước mắt. Ui. Rồi. Một thác nước treo leo từ trên nguồn đổ xuống. Tôi sẽ nén dở. Chào anh em mình bắt cá dưới hầm này nha. Có ăn mà uống không? Thôi. Sao không thấy con nào bị ra đi vô trời. Thằng nghĩ cái cá hả? Kiếm con nào nặng mắt bỏ ba lô đây. Ừ, bỏ ba lô đi. Đây, anh em mình đã thả lưới xuống các bạn. Mặn biết có cá không hay là muối đây. Cái mắt mất cái đầu lưới vô cây, bé đầu cây đi. Mất rồi cái chắc ăn.
Cái hầm đây thì có cá này, mà không biết nó dính nào không biết. Cũng tháo bậy thứ em may có con nào mình ăn các bạn. Còn có anh em ăn muối. Nó coi thương em làm sao, mình xin thả nó. Anh em mình bố lưới nãy giờ các bạn, mà không thấy dính con gì, cá trùng hàng trống hết rồi. Đây lưới đây, đây. Nó rung rinh đâm lưới bằng biết con gì. Hay gió. Nít cho mấy con cá nó khùng các bạn, nói chung nó thấy trong nước quá là nó chạy ra chạy vô. Thôi đâu có ăn cho mà anh em ăn con muối đâu, đói bụng quá. Thôi chờ cá thôi con, còn có cuốn lưới đi tiếp. Anh em mình thu lưới mà không có con cá nào các bạn. Cá chung vô hàng trốn hết đâu. Chung dưới cái thác đây là hàng dữ lắm này. Một con dài một gian ra này. Trốn hết rồi. Thôi chứ làm cái gì. Thôi, tiếp tục cuộc hành quân. Anh em mình đi mãn ngày các bạn, hai thằng con tuổi không mày. Thôi quá. Chưa, từ trong rừng sâu ra mình ra đi. Biết bao nhiêu cẩm núi. Ở sáng giờ mình đi bao nhiêu cây số mà. Hình như mình đi suốt mà. Đi suốt ạ, đâu nghĩ bao nhiêu đâu. Biết nhiều cây số rồi tin. Rừng núi. Đấy, cả chục giót rồi đấy. Ở trong xa cái mình đi ra. Thôi, chắc hôm nay mình tận tới các bạn. Chắc chuyến đi rừng anh em mình cũng xin kết thúc ở đây. Một ngày hành trình.